Ở phần này chúng ta sẽ thực hành về set trong Java, thì chúng ta sẽ tạo ra một class tương tự như ở phần list sample, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái set sample ở đây và các bạn sẽ tạo hàm main cho nó. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái class interface là set và chúng ta truyền tham số vào là integer chẳng hạn. Thì lúc này các bạn sẽ khai báo vào cái set ở đây bằng new, ví dụ như là hset chẳng hạn. Thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta import vào cái Java util set và Java util hset ở đây, và tham số ở đây chúng ta đã sử dụng integer, có nghĩa là set này là set của một integer, thì chúng ta đã sử dụng generic và chúng ta đã sử dụng cái diamond operator ở đây thay vì chúng ta viết đầy đủ là integer ở phía bên này. Thì hàm set ấy, chúng ta sẽ có một cái lệnh và lệnh add vào, thì chúng ta truyền các giá trị 2017 chấm add 2018 và set chấm add 2019. Thì tương tự như list ấy, thì cái thằng này nó cũng có một cái hàm gọi là hàm sao, hàm sai ở đây. Thì các bạn sẽ thấy là khi chúng ta chạy thì nó sẽ ra cái vận sai của chúng ta là 3. Bây giờ câu hỏi đặt ra là thế nào chúng ta lấy được cái phần tử giá trị của cái set này. Set nó không có bất cứ một cái hàm get nào cả, tương tự như list. Thì bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Thì set nó không có cái hàm gọi là hàm iterator. Iterator nó sẽ tạo ra một cái iterator. Thì để duyệt phần tử của set thì iterator là cách duy nhất. Chúng ta cần control shift import, thì các bạn sẽ thấy là có hai option ở đây, thì các bạn chú ý chọn java util.iterator chứ không phải nó trong gói java swing đây, ấn finish. Thì lúc này iterator thì nó lại có cái hàm gọi là hàm hasnext. Hasnext này nó sẽ trả về giá trị boolean, tức là nó kiểm tra rằng là phần tử của nó còn phần tử nữa không, tức là nó sẽ duyệt nếu mà còn phần tử tiếp. Thì với cái cách này, các bạn sử dụng vòng cấu trúc vòng while để xử lý, ví dụ như này, while iterator hasNext, thì chúng ta làm cái gì đấy. Thì bây giờ để đơn giản thì iterator nó có một cái hàm gọi là hàm next, thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái hàm gọi là hàm next ở đây và nó trả về giá trị là số nguyên của chúng ta. Thì bởi vì là theo cấu trúc generic thì lúc này chúng ta chạy thì các bạn sẽ thấy rằng là set nó sẽ trả về giá trị 2017, 2018, 2019 và nó theo order của cái số integer này. Thì đấy là cái cách mà chúng ta thực hiện việc duyệt phần tử của set. Chúng ta không có hàm get hay index, chúng ta phải dùng iterator. Iterator là gì? Iterator là một cái cách mà chúng ta tạo ra một cái cách duyệt một cái collection nào đấy để chúng ta có thể sử dụng các hàm tương tự như nhau, ví dụ như hasnext và next ở đây chẳng hạn, thì nó sẽ duyệt các phần tử của cái collection đấy. Ví dụ như đây chúng ta có set chẳng hạn. Một vấn đề nữa là set nó không cho việc duplicate dữ liệu, tức là chúng ta ví dụ như set.add chúng ta thêm 2017 vào chẳng hạn. Thì lúc này các bạn mà chạy thì các bạn sẽ thấy rằng phần tử của nó chỉ là 3 mà thôi, không được lên là 4, bởi vì là giá trị 2017 nó đã có trong cái set này rồi. Thì chúng ta có thể thêm, giả sử như các bạn thêm 2016 vào chẳng hạn và các bạn chạy, thì lúc này giá trị là giá trị mới thì nó sẽ có giá trị 2016 và size của nó sẽ thành 4. Thì các bạn chú ý điểm đấy ở set.